Hello mọi người, nay Hiếu đi sang bắt ong nữa mọi người. Bên anh gì Lãng Tử ít Lãng Tử Tài Vinh nè mọi người ơi. Kêu lời bắt dùm tổ nè ở trong vườn ảnh nè. Tổ có bự á mà không biết mặt nhiều hay không biết nữa, là mùa mưa mà. Lời bắt cho anh em đăng lên cho anh em xem. Ông ngon mặt rừng nha mọi người. Đây, chuẩn bị u khói rồi lên bắt nè. Không biết có mặt hay không. Đây. Đấy, Lãng Tử Tài Vinh đó mọi người. Ông kêu qua nè, ông kêu qua bắt nè. Để mình quay cái tổ cho mọi người xem nhé. Lên cây bằng, cây cũng khá là bự đó mọi người. Cao nữa. Tuốt trên kia rồi mọi người, mười mấy gần 15 mét đó mọi người. Tổ không hơi bự luôn á. Thấy nó cũng ủ nè mọi người, biết mặn nhiều hay không nữa. Trên vườn cây nhà của Lãng Tử Tài Vinh đây nha mọi người, tổ ong mọi người. Hả, ong tổ giàu á, biết có mật hay không á. Mình thử video cho các bạn xem đây. Gió các bạn ơi. Gió bạn ơi. Không thấy già. Ong nó già quá trời mọi người. Ong nó già. Mình chắc bỏ ổ luôn. Chạy kèo luôn rồi. Ông nó già quá cho nên chạy kèo hết rồi mọi người. Thôi giờ mình kết thúc video đi, mình xuống. Quá trời nó bu rồi mọi người. Ổ to thế này mà không có mặt miếng nào luôn. Hút cạn hết trơn luôn mà. Thôi mình kết thúc video tại đây mà. Cảm ơn các bạn đã đồng hành xem cái video của Hiếu. Nè, lấy xuống rồi. Đó. Ông là phải ăn nguyên tổ như thế này nha bà con. Thấy không? Mình mới lấy suốt được nè. Cái ống mật nó khô gan luôn mọi người ơi. Ăn đi, cái này còn nhiều hơn á. Nhà mật nè mọi người, thấy không? Nó bơm mật mà nó bơm chút chút rồi. Tại vì tổ nó già quá đó. Bơm nhiều con hút hết nhiều. Thấy không? Cái nhật ướt hết trơn không? Này mình thả xuống. Nó văng ra hết mới nữa đó. Đây mặt rồi mọi người thấy không, ăn thấy ngon không mọi người? Đó, trời luôn rồi, thả ít thì ăn mới ngon. Ừ. Nhiều quá đâu ăn ngon. Đây ao cá của Lãng Tử này mọi người. Cá quá trời à. Bên nào xuống anh dẫn đi câu nè. Rồi leo mệt ai. Thôi mình bữa lại lấy không lấy mà không bữa kết thúc vậy video à. Đi cảm ơn các bạn đã xem video của Hiếu. Nếu các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Bye bye.